Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện cổ chân nhân. Tập 206. Chương 2051. Phượng Cửu Ca chủ động rút lui một. Bích Ngọc ca sĩ đang trên đường truy kích, Phượng Cửu Ca phân ra một phân thân. Phân thân Bích Ngọc ca phong đến kiếm giao thượng cổ do Phương Nguyên biến ra. Phượng Cửu Ca ỷ vào sát chiêu nhất khúc dương quan, chiếm cứ ưu thế về di chuyển, cộng thêm bản thân ông có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc nào cũng bình tĩnh, cho nên thôi động sát chiêu chưa hề phạm sai lầm. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, không quan tâm, vẫn thẳng hướng Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca biết, Bích Ngọc ca sĩ không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Không nói những cái khác, chỉ riêng ấn hộ thân nghịch lưu đã không cách nào phá giải. Nếu tầng phòng hộ này không phá, hoàn toàn không có hy vọng đánh bại Phương Nguyên. Cho nên, Phượng Cửu Ca khống chế Bích Ngọc ca sĩ lấy dây dưa với Phương Nguyên làm chủ. Bích Ngọc ca sĩ giống như con ruồi đảo quanh Phương Nguyên, không ngừng quấy nhiễu hắn tiến lên. Sau mấy hiệp, Phương Nguyên phiền muộn không thôi. Hắn bỗng nhiên quay đầu thương, bắt đầu đối phó Bích Ngọc ca sĩ. Con ngươi Phượng Cửu Ca bỗng nhiên co rụt lại. Phương Nguyên thay đổi quá đột ngột, nhưng phản ứng của Phượng Cửu Ca cũng rất nhanh. Phương Nguyên vọt đến trước mặt Bích Ngọc ca sĩ. Trước cơ thể khổng lồ của kiếm giao thượng cổ, Bích Ngọc ca sĩ giống như một con ruồi. Tiếng giống của giao long vang lên, cuồng phong gào thét, long chảo sắc bén dữ tợn bỗng nhiên xuất kích, hung hăng đánh trúng Bích Ngọc ca sĩ. Mặt ngoài Bích Ngọc ca sĩ xuất hiện rất nhiều vết rạn, phát ra tiếng thùng thùng giòn vang, giống như đạn pháo, bị Phương Nguyên đánh bay ra ngoài. Nhưng Bích Ngọc ca sĩ vẫn chưa bị sụp đổ, hình thể vẫn còn sức đánh một trận. Giảo hoạt, Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Một kích vừa nãy, Bích Ngọc ca sĩ hoàn toàn không có bất cứ một thế công gì, chỉ bị động bị đánh. Như vậy, ấn hộ thân nghịch lưu sẽ không cách nào phản kích uy năng sát thương trở về đối phương. Chỉ dựa vào long trảo của kiếm giao thượng cổ, không thể nào một kích đánh vỡ Bích Ngọc ca sĩ. Dù sao, đạo ngân trên người Phượng Cửu Ca có thể so sánh với bắt chuyển. Năng lực phòng hộ của Bích Ngọc ca sĩ trong số các khúc sĩ, nói đứng nhất cũng không đủ. Tạm thời đánh bay Bích Ngọc ca sĩ, Phương Nguyên một lần nữa thẳng hướng Phượng Cửu Ca. Nhưng lúc này, Phượng Cửu Ca đã thúc ra khúc sĩ thứ hai, Thiên Địa ca sĩ. Sau mười mấy hiệp, Phượng Cửu Ca dựa vào một khúc nhất khúc dương quan, không ngừng né tránh, lần lượt thúc ra tứ đại khúc sĩ dây dưa Phương Nguyên. Phương Nguyên lấy một địch năm, tinh thần vẫn bình tĩnh như trước, chiến ý dâng trào, đuổi Phượng Cửu Ca chạy như bay. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó Phương Nguyên duy trì ấn hộ thân nghịch lưu đã là cực hạn của hắn. Bây giờ đồng thời duy trì ấn hộ thân nghịch lưu, kiếm giao biến thượng cổ, chiến đấu thời gian dài như vậy mà vẫn điêu luyện như cũ. Ánh mắt Phượng Cửu Ca thâm trầm. Ông cố ý thúc nhất khúc chi sĩ, chính là muốn tạo ra hoàn cảnh chiến đấu phức tạp hoặc hay thay đổi. Kích phát Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ, không ngừng tiêu hao suy nghĩ trong đầu để xử lý những chiến cuộc biến hóa. Nếu Phương Nguyên miễn cưỡng đồng thời thôi động hai đại sát chiêu, suy nghĩ trong đầu hắn đã sớm không đủ dùng, chứ không phải vẫn là biểu hiện cường thế như cũ như bây giờ. Nói như vậy, hắn đã có sự đột phá trong phương diện duy trì sát chiêu. Phượng Cửu Ca cũng đang không ngừng suy đoán. Đúng lúc này, Phương Nguyên hơi dừng lại. Phượng Cửu Ca chú ý đến động thái này của Phương Nguyên, trong lòng không khỏi vui mừng. Chẳng lẽ hắn rốt cuộc đã đạt đến cực hạn sao? Nhưng sau một khắc, Phượng Cửu Ca đã ném suy đoán này ra sau óc. Bởi vì Phương Nguyên đã thôi phát sát chiêu tiên đạo vạn giao. Nhất thời, giao long cùng bay. Vậy giao long hội tụ thành một hải dương màu bạc, khí thế hạo đãng khiến người ta phải run sợ. Tình huống tương tự với cuộc chiến trước đó một lần nữa xuất hiện. Vạn giao bay vút lên, bao quanh tứ đại khúc sĩ, không ngừng vây quét. Tứ đại khúc sĩ không có biện pháp địch lại, lần lượt bị diệt vong. Phượng Cửu Ca cũng chẳng quan tâm, thôi động nhất khúc dương quan tạm thời thoát khỏi phạm vi vạn giao tứ ngược. Thời hạn nhất khúc dương quan còn chưa đến, Phượng Cửu Ca vẫn còn di chuyển một cách dễ dàng.
một chiêu này phá giải làm sao đây? Ông nhìn qua Vạn Dao, Phương Nguyên đang lẫn bên trong, không cách nào phân biệt. Sau đó, Phượng Cửu Ca chậm rãi đưa tay phải ra, vuốt vuốt vị trí trái tim. Sau đó, năm ngón tay phải của ông không ngừng gõ vào trái tim. Mỗi một lần ngón tay điểm vào lồng ngực của mình đều phát ra tiếng trống trầm. Đùng đùng đùng. Tiếng trống liên tiếp vang lên, rất nhanh tràn khắp toàn bộ chiến trường. Phượng Cửu Ca không phân biệt được đâu mới là bản thể Phương Nguyên trong đám giao long đó. Bởi vì sát chiêu tiên đạo này vốn là sát pháp quần công, phạm vi bao trùm rất rộng. Bản thể Phương Nguyên được bao phủ bên trong, lập tức chịu ảnh hưởng, cảm thấy tim bắt đầu nhảy loạn, tiết tấu vững vàng trước đó không còn. Phương Nguyên lấy làm kinh hãi, nên biết rằng hắn đang được ấn hộ thân nghịch lưu bảo vệ, nhưng không phòng được sát chiêu tiên đạo này. Không, đa số uy năng của sát chiêu này vẫn bị nghịch phản trở về, chỉ một phần nhỏ xuyên qua ấn hộ thân nghịch lưu ảnh hưởng đến ta. Xem ra tiên đình đã có được thành quả khi nghiên cứu phá giải sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu của ta. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Cũng không còn cách nào, số lần hắn thôi phát ấn hộ thân nghịch lưu không ít. Phương diện tiên đình còn có đại năng trí đạo đếm trên đầu ngón tay Tử Vi tiên tử. Cộng thêm bàn cờ tinh túc, thu hoạch được thành quả này cũng không kỳ quái. Ầm ầm ầm, từng tiếng trầm đục, hư ảnh giao long lực đạo bên cạnh Phương Nguyên, trong tiếng trống của Phượng Cửu Ca, lần lượt hóa thành hư không. Sát chiêu tiên đạo loạn tâm cổ điểm, âm do tiên đình truyền thụ, có hiệu quả trí đạo. Một khi bị trúng, có thể quấy nhiễu cổ tiên suy nghĩ, ảnh hưởng duy trì sát chiêu. Phương Nguyên, để xem ngươi còn có thể duy trì đến lúc nào. Phượng Cửu Ca cảm thấy chờ mong. Sát chiêu lợi hại thật, lại còn cố ý nhắm vào ta. Phượng Cửu Ca cẩn thận thưởng thức sự lợi hại của chiêu này. Lúc này, bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn, rất nhiều phân thân vạn ngã hình người cũng đang không ngừng tự bạo. Số lượng tổn hại còn muốn khổng lồ hơn so với Vạn Dao. Nhìn kỹ lại, phân thân vạn ngã này hoàn toàn khác với lúc trước. Dung mạo của bọn chúng sinh động như thật hơn trước đó rất nhiều. Không chỉ dung mạo mà còn có thần thái. Lúc này, bọn chúng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, giống như đang suy nghĩ. Dưới sát chiêu loạn tâm cổ điểm âm, phân thân vạn ngã thỉnh thoảng tự bạo, nổ thành một làn khói trắng, sau đó theo gió tiêu tán. Sau khi tăng thêm ngã ý, số phân thân này của ta đã có sự linh động của trí đạo, nhưng lại càng bị sát chiêu của Phượng Cửu Ca khắc chế. Phương Nguyên phân ra tinh thần đầu nhập vào tiên khiếu chí tôn kiểm tra tổn thất. Gần như mỗi hô hấp, gần như có 10 vạn phân thân vạn ngã tiêu vong. Nhưng phân thân vạn ngã của ta biến mất cũng không phải do sát chiêu Phượng Cửu Ca làm hại không. Đa phần bởi vì ta duy trì ấn hộ thân nghịch lưu và biến hóa kiếm giao thượng cổ. Khi ta vừa mới thôi động sát chiêu vạn giao, nó đã tổn thất hơn 1000 phân thân vạn ngã của ta. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2052, Phượng Cửu Ca chủ động rút lui 2. Không sai, Phương Nguyên sở dĩ có thể trên cơ sở thúc dục ấn hộ thân nghịch lưu, còn có thể sử dụng sát chiêu khác cũng là vì bên trong tiên khiếu của hắn đang có phân thân vạn ngã trợ giúp. Cho đến nay, Phương Nguyên đều bị khốn đốn ở chỗ này. Mặc dù ấn hộ thân nghịch lưu cường đại nhưng liên lụy tinh thần của hắn cũng không ít. Chiến một trận với Phượng Cửu Ca, hắn được nhất khúc chi sĩ dẫn dắt, đạt được một linh cảm. Ta cũng có phân thân vạn ngã. Nếu để cho những phân thân này đồng thời trợ giúp ta cùng nhau suy nghĩ, không thể nghi ngờ có thể tăng năng lực chiến đấu cho ta rất nhiều. Muốn thực hiện điều này có hai chỗ khó lớn nhất. Chỗ khó thứ nhất, vốn phân thân vạn ngã không cách nào suy nghĩ. Muốn suy nghĩ thì cần trí đạo suy nghĩ, ý chí hoặc tình cảm phụ trợ. Chỗ khó thứ hai chính là cho dù có rất nhiều suy nghĩ, ý chí hoặc tình cảm phân tán đến phân thân các nơi, nhưng cũng khó mà tập trung những lực lượng này chủ tính chung lên người mình. Phương Nguyên đột phá được chỗ khó thứ nhất, lợi dụng tiên cổ tự ái và tiên cổ yêu thương. Bản thân cả hai rất thích hợp với nhau. Phương Nguyên phụ trợ thêm một số phàm cổ đã hình thành sát chiêu tiên đạo,
thôi phát được rất nhiều ngại ý. Chỗ khó thứ hai, Phương Nguyên từ bên trong di tảng của Tử Sơn Chân Quân tìm được biện pháp giải quyết, tiếp thu ý kiến quần chúng của Sát Chiêu Tiên Đạo. Đương nhiên, mặc dù hai chỗ khó này đã được đột phá, nhưng cuối cùng còn phải dựa vào cảnh giới tông sư chí đạo của Phương Nguyên mới có thể hoàn toàn cải tạo vạn ngã, nâng nó lên một cấp độ hoàn toàn mới. Phượng Cửu Ca, sát chiêu này của ngươi còn chưa đáng kể. Phượng Cửu Ca cười lạnh trong lòng, bởi vì trước trận chiến này, hắn đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn chứa hàng phân thân vạn ngã đến hơn trăm vạn. Chết hàng ngàn hàng vạn chẳng qua chỉ là gãi ngứa mà thôi. Sát chiêu tiên đạo, tam tức hậu hiện. Sát chiêu tiên đạo, vạn giao. Sát chiêu tiên đạo, kiếm ngân tác mệnh. Chỉ trong nháy mắt, trên người Phương Nguyên bỗng nhiên dâng lên khí tức cổ trùng trùng thiên. Những khí tức này lộn xộn vô cùng, có rất nhiều phàm cổ, tiên cổ cùng nhau hình thành đại thế, bàng bạc. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt Phượng Cửu Ca thay đổi, Phương Nguyên đồng thời thôi động nhiều sát chiêu tiên đạo. Ông không khỏi giật mình, khó có thể tưởng tượng. Ông vẫn cho rằng Phương Nguyên thúc giục hai ba sát chiêu cùng một lúc đã là miễn cưỡng lắm rồi, sắp đạt đến cực hạn của bản thân. Nhưng cảnh tượng bây giờ khiến Phượng Cửu Ca hoàn toàn hiểu ra, thì ra Phương Nguyên tăng lên ở phương diện này viễn siêu hơn ông đã nghĩ. Nhược điểm đã từng chế ước Phương Nguyên đã không còn là nhược điểm nữa, ngược lại đã trở thành ưu thế cực lớn của Phương Nguyên. Đợt vạn giao thứ nhất vẫn còn sót lại rất nhiều. Đợt vạn giao thứ hai một lần nữa thôi động, hình thành biển giao long tràn ngập thiên địa. Tam tức hầu hiện khiến Phương Nguyên nhạy cảm nhìn rõ. Kiếm ngân tác mệnh dưới tăng phúc của mấy vạn đạo ngân kiếm đạo cũng đã tạo thành uy hiếp không nhỏ cho Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca nghiến chặt răng, không lùi mà tiến tới, phóng đến đám giao long. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ vang như lôi đình, vang vọng trời đất. Phượng Cửu Ca tả xung hữu đột trong vạn giao vây giết, trên dưới tung hoành. Ông càng đánh càng giật mình, không phải tình cờ bộc phát đâu. Phương Nguyên thật sự làm được điều này, hơn nữa còn có dư lực. Nơi này không thể ở lâu, rút thôi. Thừa dịp nhất khúc dương quan còn chưa hết thời hạn, Phượng Cửu Ca chủ động rút lui khỏi chiến trường. Ông đúng là bị một mình Phương Nguyên làm cho phải chạy trốn. Ánh sáng màu da cam lóe lên trên người Phượng Cửu Ca. Điều này cho thấy, sát chiêu tiên đạo nhất khúc dương quan của ông đã đến thời gian. Nếu ông muốn sử dụng lại, phải chờ thêm 7 canh giờ nữa. Nhưng đây không phải trọng điểm. Phượng Cửu Ca đã hoàn toàn thoát khỏi chiến trường. Nhất khúc dương quan có hết thời hạn hay không cũng không liên quan. Vị nhân kiệt Trung Châu ngàn năm khó có một đang chậm rãi rơi xuống đất, ngửa đầu nhìn thương khung. Phong thái của ông vẫn như cũ, chỉ có cau mày. Thật lâu sau, Phượng Cửu Ca phát ra tiếng cảm thán. Đúng là nhân kiệt. Lời nói này tất nhiên không phải ông đánh giá mình mà là nói Phương Nguyên. Từng có lúc, Phương Nguyên chẳng qua chỉ là sâu kiến bên chân Phượng Cửu Ca. Thậm chí trước đó không lâu, Phương Nguyên tập trung được quần tiên cũng không thắng nổi một mình Phượng Cửu Ca, không thể không chủ động rút lui. Nhưng trận chiến vừa nãy, Phượng Cửu Ca địch không lại, đến phiên ông phải rời khỏi chiến trường. Thay đổi này không khỏi quá nhanh, đến mức Phượng Cửu Ca đến bây giờ vẫn không tin được. Nội tình Phương Nguyên vốn hùng hậu, trùng sinh từ tương lai, lại có Xuân Thu Thiền, chân truyền Cự Dương. Hiện tại trở thành chủ ảnh tông, có được tích lũy của U Hồn Ma Tôn. Hắn giống như một ngọn núi lửa, mặt ngoài thì lặng im. Nhưng chỉ cần cho hắn chút thời gian hoặc cơ hội, ngọn núi lửa này có thể phun ra nham thạch trùng thiên. Lần này hắn bộc phát không phải là ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Nhân vật như vậy nên dốc toàn lực giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Tiên đình muốn giữ lại, chậm rãi mưu toan, mưu đoạt chân truyền Hồng Liên. Điều này khó tránh khỏi có chút không khôn ngoan. Lần đầu tiên, Phượng Cửu Ca sinh ra hoài nghi việc tiên đình truy kích và kế hoạch tiêu diệt, thậm chí còn phủ định. Tiên đình, Tử Vi tiên tử cũng đang trầm ngâm. Trận chiến vừa nãy, nàng thông qua Phượng Cửu Ca mà nhìn thấy hết. Chiến lực Phương Nguyên bỗng nhiên tăng vọt, không chỉ khiến Phượng Cửu Ca trở tay không kịp, mà còn làm cho đại năng chí đạo như nàng phải cảm thấy kinh ngạc. Thật ra,
Trong đầu Tử Vi tiên tử cũng có cùng suy nghĩ với Phượng Cửu Ca. Nội tình Phương Nguyên quá hùng hậu, trước sau có liên quan đến ba vị tôn giả, lại có ưu thế trùng sinh, cho nên chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn đã từ phàm nhân trở thành cổ tiên. Điều này cũng chưa tính. Trải qua trận chiến vừa nãy, Phương Nguyên đã hoàn toàn sánh ngang với Phượng Cửu Ca, trở thành nhân vật cổ tiên bắt chuyển không thể coi thường. Tiến bộ của hắn thật sự quá nhanh. Nếu cơ duyên quá nhiều hoặc cùng loại với Mã Hồng Vận thì cũng thôi đi, không đáng để Tử Vi tiên tử phải kiêng kỵ. Đáng sợ là tính cách của Phương Nguyên. Người này là ma đạo tặc tử dã tâm bừng bừng, trên người hầu như không có nhược điểm. Hắn luôn cố gắng hết mình, kiên trì không thỏa hiệp hay nhụt chí. Hắn có thể chịu được cực khổ, càng có thể kiên nhẫn. Để đạt được mục đích, bất kể hy sinh, không từ thủ đoạn. Khó có thể tưởng tượng rốt cuộc những gì đã đúc thành phẩm tính đó cho hắn. Phương Nguyên trùng sinh đến nay, phần lớn thời gian đều nằm trong sự khống chế của thiên ý. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, hắn thoát khỏi xiềng xích của thiên ý nhưng lại bại lộ thân phận trong mộng cảnh. Con đường tu hành của hắn vẫn long đong, khó khăn trắc trở không ngừng. Nếu thật sự cho hắn khoảng thời gian để tịnh tu, thực lực của hắn tăng lên khó mà đánh giá được. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2053, dành chân ý Hồng Liên. Kiêng kỵ. Từ sâu trong nội tâm Tử Vi tiên tử không khỏi sinh ra kiêng kỵ Phương Nguyên. Sự tồn tại của Phương Nguyên khiến Tử Vi tiên tử cảm nhận được sự uy hiếp. Thật muốn diệt trừ hắn cho xong. Diệt trừ càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nghĩ như vậy, sát ý trong lòng Tử Vi tiên tử càng nhiều hơn. Tử Vi, đừng khẩn trương. Đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp truyền vào tai Tử Vi tiên tử. Âm thanh này, Tử Vi tiên tử cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Nàng vội xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Long Công. Long Công đại nhân, ngài xuất quan rồi. Tử Vi tiên tử không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Long Công cười nhạt, đúng thế. Nói như vậy, u hồn ma tôn đã bị ngài. Không sai, ông ta đã bị ta triệt để chấn áp. Nhưng muốn vơ vét hồn phách của ông ta, hơi chút phiền phức, phải cần một khoảng thời gian mới thấy được hiệu quả. Long Công cười khẽ. Vâng, gương mặt Tử Vi tiên tử hiện lên sự vui mừng, ánh mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ. Tin tốt này khiến tinh thần của nàng phấn chấn, cả người trở nên khác trước. Long Công nói tiếp, so sánh với chân truyền Hồng Liên, Phương Nguyên chẳng tính là gì. Nhưng dù sao hắn cũng là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh. Tử Vi tiên tử do dự nói, đó là vì ngươi không hiểu Hồng Liên ma tôn. Long Công thở dài, trong giọng nói bao hàm sự cảm khái. Chân truyền Hồng Liên dường như có bảy đạo, nhưng tiên đình chúng ta dốc hết toàn lực cũng không thể tìm kiếm được. U hồn ma tôn có được một đạo. Chỉ cần chúng ta có được manh mối về phương diện này, chúng ta có thể tìm hiểu được nguồn gốc, thu hết chân truyền Hồng Liên còn lại. Ta hiểu rồi, Long Công đại nhân. Ánh mắt Tử Vi tiên tử nghiêm lại, ta đã sắp xếp một vị bát truyền trụ đạo bên trong dòng sông thời gian. Cộng thêm Phượng Cửu Ca và hai vị bát truyền khác. Thế cục như vậy ngài thấy thế nào? Long Công mỉm cười, ngươi là đại tông sư chí đạo, còn ta thì không. Việc này do ngươi an bài, ta cảm thấy rất yên tâm. Tiếp theo, ta sẽ dẫn dắt một đại mộng tiên tôn thế hệ mới. À đúng rồi, hãy công bố thiên hạ việc u hồn ma tôn bị bắt làm tù binh đi. Tiên đình im ắng quá lâu, bây giờ là lúc nên để thiên hạ biết tiên đình vĩnh viễn là thế lực đệ nhất thiên hạ. Tử Vi tuân mệnh. Tử Vi tiên tử hít sâu một hơi, nhìn bóng Long Công chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Tây Mạc, bên trong cổ trận giữ mình trong sạch, Phương Nguyên đang đầu nhập tinh thần và tiên khiếu chí tôn. Bên trong tiên khiếu, một cổ trận tiên đạo đang được thúc giục. So sánh với giữ mình trong sạch, cổ trận này nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng tiên cổ hạch tâm vẫn có hai con. Một con là con tiên cổ chí đạo trong di tàng của Tử Sơn Chân Quân. Một con khác là tiên cổ huyết mạch Vũ Gia. Cộng thêm mấy ngàn phàm cổ phụ trợ, từ đó tạo thành cổ.
trận tiên đạo huyết hồng tiên nguyên. Rất nhiều tiên nguyên được rót vào tiên trận, sau khi được xay nghiền, tạo thành từng viên tiên nguyên hồng tào. Phương Nguyên đang bổ sung tiên nguyên dự trữ. Trận chiến vừa nãy, tuy hắn thắng Phượng Cửu Ca, nhưng tiêu hao tiên nguyên lại rất lớn. Tiêu hao lớn nhất chính là ấn hộ thân nghịch lưu. Thứ hai là sát chiêu vạn dao. Sát chiêu vạn ngã mới cũng tiêu hao nhiều hơn trước. Cho dù hắn đã sử dụng hai đại tiên cổ tự ái, yêu thương để sản xuất không ít ngã ý, nhưng đó cũng không phải nhược điểm gì. Sát chiêu có uy lực càng mạnh, thường sẽ hao phí tiên nguyên nhiều hơn. Đây là lẽ thường khi tu hành, nhưng đó lại là điểm yếu của Phương Nguyên. Dù sao thời gian Phương Nguyên trở thành cổ tiên thất truyền quá ngắn, không có quá nhiều tích lũy. Tài nguyên trụ đạo bên trong tiên khiếu cũng bởi vì do cố kỵ tai kiếp, hết gọt lại gọt, cho đến đáy cốc như bây giờ. Hiệu suất của huyết hồng tiên nguyên trận rất cao, rất nhanh, số tiên nguyên thạch có được từ Vũ gia cũng tiêu hao hết. Phương Nguyên lại lấy điểm cống hiến của phái lang ra đổi hết tiên nguyên thạch, đổ sạch vào huyết hồng tiên nguyên trận. Dự trữ tiên nguyên hồng tảo lại liên tiếp tăng lên. Sức chiến đấu của ta đã tăng lên, đủ để đối phó với Phượng Cửu Ca. Không được hoàn hảo chính là vạn ngã cần phải được chuẩn bị từ trước. Nếu vội vàng chuẩn bị, nhất định sẽ bị treo. Đối mặt với Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên có lẽ còn có thể mạo hiểm thúc vạn ngã mới trong chiến đấu. Nhưng đối mặt với cổ tiên bát truyền, Phương Nguyên phải sử dụng ấn hộ thân nghịch lưu để bảo mệnh. Như vậy, khi thúc giục ấn hộ thân nghịch lưu, không có vạn ngã phụ trợ, Phương Nguyên không thể thôi động sát chiêu tiên đạo nào khác. Cuối cùng chỉ có thể dùng ấn hộ thân nghịch lưu mặc cho người ta đánh. Chờ sát chiêu điều tra trên người ta bị loại bỏ, ta sẽ đến nhánh sông thời gian tiếp nhận chân truyền Hồng Liên. Mặc dù chân truyền ở đó đã được U Hồn Ma Tôn lấy đi, nhưng chân ý Hồng Liên vẫn sinh sôi không ngừng bên trong. Nếu ta có được, ta sẽ tăng cảnh giới trụ đạo của mình lên cấp tông sư. Theo tin tức Ảnh Tông thu thập được, Ảnh Tông đều khống chế hai nhánh sông thời gian ở đây. Nhưng trước đó, Phương Nguyên đã cho nổ một nhánh, bố trí cạm bẫy để hại truy binh tiên đình. Bây giờ chỉ còn lại một nhánh. Nhánh sông thời gian này chính là mục tiêu tiếp theo của Phương Nguyên. Hiện tại, Trung Châu là cấm địa, Phương Nguyên vạn vạn lần không thể tiến vào. Nam Cương, hắn đang bị Vũ gia truy sát. Đến Bắc Nguyên, Trường Sinh Thiên và gia tộc Hoàng Kim sẽ quần công hắn. Chỉ có Tây Mặc và Đông Hải là khu vực Phương Nguyên có thể hoạt động, áp lực nhỏ hơn ba vực kia rất nhiều. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng có thể đến Đông Hải. Nhưng muốn đến Đông Hải, nhất định phải vượt qua Tây Mạc, Bắc Nguyên hoặc Trung Châu. Đông Hải cũng có nhánh sông thời gian, nhưng thay vì Phương Nguyên đến Đông Hải, chi bằng ở lại Tây Mạc giành lấy cơ duyên. Bầu trời này vô cùng rộng lớn, tràn ngập ánh sáng đỏ tươi, giống như ánh bình minh đầy trời. Vốn không có gì ở đây, nhưng vào lúc này, một cổ trận tiên đạo cực lớn đang trôi nổi. Cổ trận tiên đạo tản ra khí tức trụ đạo bàng bạc. Rõ ràng đây là một cổ trận trụ đạo tiên cấp. Bên trong đại trận, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan, Diệu Âm Tiên Tử, Bạch Thỏ Cô Nương, Ảnh Vô Tà đều đã sẵn sàng đón quân địch. Cổ trận trụ đạo tiên cấp đã được thúc giục một thời gian rất dài. Nó lấy tiên cổ niên thất truyền làm hạch tâm, tiên cổ trụ đạo bát truyền tự thủy lưu niên làm phụ trợ. Cũng không phải tất cả tiên trận đều lấy tiên cổ phẩm cấp cao nhất làm hạch tâm. Giống như cổ trận tiên đạo trước mắt, tiên cổ bát truyền tự thủy lưu niên ngược lại làm phụ trợ. Cổ trận tiên đạo này bắt nguồn từ chân truyền Hắc Phàm. Hiệu dụng chủ yếu chính là liên kết nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu, sau đó tản khí tức thất truyền cổ niên và khí tức bát truyền tự thủy lưu niên để thu hút sự chú ý của niên thú Thái Cổ. Tiên trận này được Hắc Phàm đặt tên là Thái Cổ Niên Thú Điếu Lai Trận. Cái tên này cũng có chút thú vị, người khác là câu cá, Hắc Phàm câu niên thú, đồng thời còn câu niên thú Thái Cổ. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2054 Thái Cổ Niên Thú Điếu Lai Trận. Sau khi Hắc Phàm tạo ra được tiên cổ bát truyền tự thủy lưu niên,
ông đã biết được khuyết điểm của tiên cổ này, chính là khí tức của cổ trùng cực kỳ dụ hoặc niên thú thái cổ, khiến cho niên thú thái cổ thuận theo nhánh sông thời gian xâm nhập vào tiên khiếu của mình. Vì thế, Hắc Phàm đã suy nghĩ đủ loại phương pháp xử lý. Trước tiên ông nghĩ đến chính là cổ trận trụ đạo tiên cấp mà trước đó Phương Nguyên đã bố trí để hãm hại Phượng Cửu Ca rơi vào dòng sông thời gian. Cổ trận này có thể tự bạo nhánh sông thời gian, để thời gian bên trong tiên khiếu hoàn toàn đứng im, phủ kín đường của niên thú thái cổ. Cứ như vậy, niên thú thái cổ không cách nào xâm nhập vào trong tiên khiếu, nhưng phương pháp lại có vấn đề rất lớn. Một khi thời gian bên trong tiên khiếu đứng im, các loại tài nguyên không thể sinh trưởng, các loại cổ trùng trong tiên khiếu cũng không cách nào thôi động. Dù sao thôi động bất kỳ cổ trùng nào cũng phải cần thời gian, cho dù chỉ là trong nháy mắt. Bất kỳ quá trình nào cũng đều phải có thời gian. Cho nên, một khi áp dụng phương pháp này, cổ tiên phải di chuyển cổ trùng ra khỏi tiên khiếu, bám hết lên nhục thân. Điều này khá nguy hiểm, nhất là trong chiến đấu rất dễ bị cường địch phá hư. Hắc Phàm tài tình chắc tuyệt, sáng tạo ra phương pháp này chỉ để làm át chủ bài cuối cùng. Ông đương nhiên sẽ không thỏa mãn với phương pháp như vậy, vì thế ông đã tiếp tục thăm, dò. Ông rất nhanh phát hiện, chỉ cần bên trong tiên khiếu của mình có một con niên thú thái cổ sinh sống. Như vậy những con niên thú thái cổ khác sẽ cho rằng, tiên khiếu của ông đã trở thành lãnh địa của một con niên thú thái cổ. Cho dù khí tức tự thủy lưu niên mê người, những con niên thú thái cổ khác cũng sẽ không đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thế là, Hắc Phàm đã nghĩ ra một phương pháp ngụy trang khí tức của niên thú thái cổ. Đáng tiếc, cảnh giới biến hóa đạo của ông chỉ là phổ thông, vẫn không thành công. Sau đó, ông cân nhắc đến việc nuôi một con niên thú thái cổ. Nhưng động thiên của ông cũng không tính là lớn, tài nguyên tràn ngập, khó mà tạo ra được một hoàn cảnh sinh sống thích hợp cho niên thú thái cổ. Đồng thời, ông muốn nuôi một niên thú thái cổ, ít nhất phải nuôi từ niên thú thượng cổ. Bên trong Bảo Hoàng Thiên không bán niên thú thái cổ, nhưng quá trình này tốn thời gian quá lâu. Khi đó, thời gian của Hắc Phàm cũng không còn nhiều. Hai phương pháp này không thông, Hắc Phàm liền nghĩ ra một phương pháp khác. Ông dự định lợi dụng tiên cổ tự thủy lưu niên gọi đến một con niên thú thái cổ cho mình. Thế là ông đã sáng tạo ra sát chiêu tiên đạo niên thú triệu lai. Cảnh giới nô đạo của ông là tông sư, không giống như cảnh giới biến hóa đạo chẳng làm gì được, thế là có thể gọi niên thú đến. Nhưng sát chiêu này chỉ có thể gọi đến niên thú thượng cổ, không gọi được niên thú thái cổ. Vào thời gian cuối cùng của cuộc đời mình, ông đã sáng tạo ra thái cổ niên thú điếu lai trận. Cổ trận tiên đạo này có thể dụ niên thú thái cổ đến, nhưng lại không cách nào khống chế. Cho nên nó chỉ được gọi là câu đến chứ không phải gọi đến. Niên thú thái cổ được câu đến không bị khống chế. Hắc Phàm chính xác là muốn triệu hồi một con niên thú thái cổ, đồng thời cũng thành công khống chế nó. Cho đến khi ông qua đời, ông vẫn không đạt được mục tiêu này. Không thể không nói, đây là một sự đáng tiếc. Có lẽ cho ông thêm chút thời gian, ông sẽ thành công. Hồng nhan không thắng nổi thời gian. Nhưng trên thực tế, anh hào tài tuấn cũng như vậy. Nếu Phương Nguyên có thời gian, hắn sẽ lần theo suy nghĩ của Hắc Phàm, tiếp tục tiến lên theo con đường này. Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ nghiên cứu ra được sát chiêu tiên đạo gọi niên thú thái cổ đến. Đây mới thật sự là kế thừa chân truyền. Sau khi kế thừa chân truyền của tiền nhân, cũng không phải chỉ biết dập khuôn, mà là trong quá trình tu hành không ngừng hoàn thiện một phần nội dung bên trong chân truyền, hoặc tăng thêm đồ của mình. Sau đó tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Kế thừa chân truyền không chỉ tác thủ mà còn phải có nỗ lực. Nhưng hiện tại Phương Nguyên không có thời gian để hoàn thiện chân truyền. Hắn muốn làm chỉ là dựa vào thái cổ niên thú điếu lai trận này để câu đến một con niên thú thái cổ, sau đó sử dụng sát chiêu bách bát thập nô để cưỡng ép thu phục nó. Nếu Hắc Phàm có sát chiêu bách bát thập nô, tất đã có thể thu lấy một con niên thú thái cổ. Lần này ta đến dòng sông thời gian, nguy cơ tứ phía. Không chỉ bản thân dòng sông thời gian hung hiểm, tiên đình còn có khả năng có bố trí. Trước đó Phương Nguyên hãm hại Phượng Cửu Ca, ném ông vào dòng sông thời gian. Mặc dù Phượng Cửu Ca đã trốn thoát, nhưng Phương Nguyên cũng không phải công cốc.
Phượng Cửu Ca có thể chạy thoát, có lẽ là dựa vào năng lực cá nhân ông. Nhưng cũng có thể tiên đình đã có bố trí ở bên trong dòng sông thời gian. Mặc kệ là loại nào, khi ta tiến vào dòng sông thời gian, khả năng xấu nhất chính là sẽ gặp bọn họ chặn đánh. Bên trong dòng sông thời gian, ta không có địa lợi, cũng không quen tác chiến. Không có niên thú thái cổ hộ tống, ta không thể bảo đảm sinh mệnh của mình. Phương Nguyên mưu đồ kỹ càng, không có khả năng một mình mạo hiểm, đương nhiên phải có chuẩn bị. Ngay lúc đó, một âm thanh chói tai từ bên trong nhánh sông thời gian truyền đến. Xem ra đã có niên thú thái cổ bị dụ. Hai mắt Phương Nguyên sáng lên, vội vàng thôi động cổ trận tiên đạo. Bên trong cổ trận, nhánh sông thời gian hiện ra thực thể. Một con khỉ cực lớn xuyên qua nhánh sông thời gian quan sát cổ trận bên này. Mắt của nó rất lớn, người to bằng một con voi. Nó nhìn xuyên qua nhánh sông thời gian giống như nhìn xuyên qua một cái lỗ nhỏ, quan sát cảnh tượng hắc ám đằng sau cánh cửa. Bên trong vùng tăm tối này, con niên thú khỉ thái cổ hoàn toàn không nhìn thấy đám người Phương Nguyên. Ánh mắt của nó theo bản năng bị tiên cổ tự thủy lưu niên thu hút. Vừa phát hiện được con tiên cổ bát truyền, con niên thú khỉ thái cổ lại chảy nước bọt. Niên thú vố lấy cổ niên làm thức ăn, mà tự thủy lưu niên lại có thể sản xuất ra cổ niên. Con niên thú khỉ nhìn thấy tiên cổ tự thủy lưu niên, giống như quỷ thèm ăn đói bụng đã 100 năm gặp được một bữa mãn hán toàn tịch. Nó hưng phấn đến vò đầu bứt tai bên trong dòng sông thời gian. Sau đó, nó hít sâu một hơi, bắt đầu có dự định chui vào bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Bản thân niên thú có năng lực chui vào bất kỳ nơi hẻo lánh nào trên thế gian. Trước đó Phương Nguyên thôi động sát chiêu niên thú triệu lai, mỗi lần đều gọi được niên thú từ dòng sông thời gian đến. Chỉ cần có nhánh sông quang âm chảy xuôi hay nhánh sông thời gian, niên thú đều có thể tiến vào. Trước mắt, tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên cũng không ngoại lệ. Nhưng muốn vào nơi này, so với việc tiến vào năm vực hai thiên khó khăn hơn một chút. Không gian bị phá vỡ, cách thái cổ niên thú điếu lai trận không xa. Hai cánh tay khỉ to lớn đột nhiên duỗi ra. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2055, lại thêm chiến lực bát chuyển một. Hai cánh tay đầy lông dùng sức, xé rách hai bên, tạo thành một lỗ thủng cực lớn. Con niên thú khỉ thái cổ khổng lồ rụt đầu rụt cổ chui vào. Mặc dù tiên khiếu chí tôn của ta chỉ là phúc địa, nhưng hoàn toàn có thể gánh nổi niên thú thái cổ. Nhưng đối với niên thú thái cổ mà nói, cái lồng này hơi nhỏ, ra vào cũng không thuận tiện. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Phương Nguyên không khỏi cảm thấy vui. Ra vào không tiện cũng tốt. Đợi chút nữa đánh nhau, nếu con niên thú khỉ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng gì. Niên thú khỉ thái cổ đã chui vào, lỗ thủng sau lưng trở lại như cũ. Khẹt khẹt khẹt. Con niên thú khỉ thái cổ hưng phấn giống lên, cái mũi không ngừng co rúm, cảm nhận được khí tức tiên cổ tự thủy lưu niên mãnh liệt, trực tiếp đánh tới tiên trận. Âm âm, tiên trận có uy năng phòng ngự cường đại, mặc dù bị niên thú khỉ va chạm thật mạnh cũng vẫn lù lù bất động. Khi Hắc Phàm thiết kế cổ trận này, tất sẽ cân nhắc đến tình huống lúc này. Phòng ngự thái cổ niên thú điếu lai trận rất mạnh, bị con niên thú khỉ thái cổ đánh một kích vẫn bất động như núi, nhưng lại càng kích phát giá tính của niên thú khỉ. Rầm rầm rầm, nó giơ cao song quyền, không ngừng nện xuống, nắm đấm giống như lưu tinh, lần lượt bạo kích thái cổ niên thú điếu lai trận. Tiên trận bắt đầu lay động, bên trong lại càng rung chuyển mãnh liệt. Mỗi lần con niên thú khỉ trọng kích, đều sẽ tổn thất rất nhiều phàm cổ. Bạch thỏ cô nương, Hắc Lâu Lan và ảnh vô tà đều đang bổ sung phàm cổ. Có một số cổ trận, tổn thất cổ trùng sẽ sụp đổ ngay. Có cổ trận ưu tú hơn, cho dù tổn thất một nửa cổ trùng cũng sẽ còn sót lại như cũ. Chỉ cần tiên cổ hạch tâm thái cổ niên thú điếu lai trận không mất, đồng thời còn lại sáu thành, nó vẫn có thể tiếp tục thủ vững nguyên tại chỗ. Nhưng thủ lâu tất mất, Phương Nguyên không thể tùy ý để con niên thú khỉ công kích mãi như thế. Sát chiêu tiên đạo bạch tướng. Sau một khắc,
cổ trận tiên đạo mở ra một cái khe, Bạch Ngưng Băng bắn ra như điện. Vèo, tốc độ của nàng cực nhanh, giống như một mũi tên màu trắng bắn lén, bay vụt đến chỗ Niên Thú Khỉ. Khoảng cách hai bên vốn rất ngắn, Bạch Ngưng Băng lại nhanh như vậy, Niên Thú Khỉ căn bản không kịp phản ứng, cổ họng bị Bạch Ngưng Băng tấn công. Niên Thú Khỉ thoáng lui lại một bước nhỏ, cảm nhận được sự đau đớn, nó lập tức hét lớn. Cánh tay thu về, hai bàn tay cực lớn chộp tới Bạch Ngưng Băng. Trong nháy mắt, Bạch Ngưng Băng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hai bàn tay khỉ to lớn giống như hai đám mây đen khổng lồ che phủ xuống. Bạch Ngưng Băng gặp nguy không loạn, hừ lạnh một tiếng, chợt bắn ra. Hai cánh tay Niên Thú Khỉ từ trên bao phủ xuống, còn Bạch Ngưng Băng thì trực tiếp từ dưới lao lên. Ban đầu, dựa theo tốc độ của nàng, hoàn toàn có thể thoát khỏi bàn tay con khỉ. Nhưng điều kỳ lạ là, khi nàng vừa mới vọt tới phần bụng của con khỉ, nàng đã bị đuổi kịp. Con Niên Thú Khỉ duỗi tay, nắm Bạch Ngưng Băng giống như nắm một quả cầu pha lê. Sau đó, tay nó bóp chặt, không ngừng bóp mấy lần, sau đó mới mở ra. Nếu Bạch Ngưng Băng trong trạng thái bình thường, nàng đã bị bóp thành một đống thịt. Nhưng trước khi nàng khai chiến, nàng đã thúc sát chiêu Bạch Tướng, cả người hóa thành một cự nhân băng xương màu trắng cao 1 thước 6, mặc áo giáp băng, 3 đầu 6 tay, 2 chân để trần dẫm lên 2 đám mây màu lam nhạt. Khi con Niên Thú Khỉ bóp tay, Bạch Tướng đã bị bóp thành cặn bã, khẹt khẹt. Con Niên Thú Khỉ thấy địch nhân đã bị diệt trừ, hưng phấn cười lớn, lắc bàn tay một cái, ném mảnh vụn Bạch Tướng ra ngoài. Sau đó dùng nắm đấm nện xuống cổ trận tiên đạo. Mảnh vụn Bạch Tướng bay giữa không trung, rất nhanh đã tập trung lại, lớn lên theo gió. Sau mấy hơi thở đã trở lại Bạch Tướng hoàn chỉnh, cao 1 trượng 6. Huyền diệu của sát chiêu Bạch Tướng nằm ở chỗ này. Bạch Ngưng Băng hóa thành Bạch Tướng đã không còn là huyết nhục chi khu nữa. Cho dù chỉ còn một ngón tay, nàng cũng có thể trùng sinh, khôi phục lại như ban đầu. Nhưng lần này, không chỉ tốc độ phi hành của ta chậm, mà tốc độ khôi phục của Bạch Tướng cũng chậm hơn rất nhiều. Bạch Ngưng Băng vừa bay vừa tính toán, một lần nữa bay về phía con Niên Thú Khỉ. Trên người Niên Thú Khỉ thái cổ có rất nhiều đạo ngân trụ đạo. Mọi hành động đều có hiệu dụng trụ đạo, được đạo ngân trụ đạo xung quanh khắc ấn, không thể coi thường. Sát chiêu tiên đạo triệt băng đao, oanh. Hàn khí bốn phía như băng đao sắc bén đánh vào vai con Niên Thú Khỉ, nhưng không cắt được da của nó. So với con Niên Thú Khỉ to lớn, băng đao giống như một con dao gọt trái cây nho nhỏ. Con Niên Thú Khỉ một lần nữa tóm lấy Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng muốn trốn tránh nhưng thất bại nhiều lần. Nhưng mà kệ nàng chết bao nhiêu lần, chỉ cần còn lại mảnh vụn, nàng vẫn có thể phục hồi như cũ. Cũng nhờ trước đó nàng đã điều tra được trên người con Niên Thú Khỉ không có tiên cổ hoang dã ký sinh. Bằng không, Bạch Ngưng Băng cũng không lớn mật tự mình thăm dò chiến lực của Niên Thú Khỉ. Trên người con Niên Thú Khỉ có rất nhiều phàm cổ hoang dã. Nhưng những con cổ trùng này đối với Bạch Ngưng Băng mà nói chẳng tính là gì. Chân chính có uy hiếp là bản thân con Niên Thú Khỉ. Sau 10 hiệp, tốc độ của Bạch Ngưng Băng ngày càng chậm. Tốc độ khôi phục của Bạch Tướng cũng ngày càng dài. Trái lại con Niên Thú Khỉ lại bị thương rất ít. Trên lông dính mấy miếng băng xương, chỉ cần lắc một cái là sẽ bị rớt xuống. Thế công Bạch Ngưng Băng có thể đánh vỡ huyết nhục của nó. Nhưng năng lực khôi phục của hoang thú thái cổ quá mạnh. Chỉ sau mấy hơi thở, những vết thương cạn này sẽ khôi phục như cũ. Cho dù là Bạch Ngưng Băng cũng không khỏi có chút nhụt chí. Nàng cảm giác mình giống như một con ruồi đáng ghét, vây quanh Niên Thú Khỉ. Nhưng Niên Thú Khỉ lại tập trung tinh thần vào tiên trận. Rầm rầm rầm. Nhiều khi, Niên Thú Khỉ mặc cho Bạch Ngưng Băng tấn công, còn mình thì cứ việc nện vào cổ trận tiên đạo. Thực lực của con Niên Thú Khỉ này đúng là không tầm thường. Phương Nguyên quan chiến một lát đã đưa ra kết luận. Cũng giống cổ tiên bát truyền cũng chia cao thấp. Niên Thú Thái Cổ cũng có thực lực khác biệt. Thực lực của con Niên Thú Thái Cổ trước mắt cũng không tầm thường, khiến Bạch Ngưng Băng dốc hết toàn lực cũng không tạo thành thương thế to lớn. Mặc dù Bạch Ngưng Băng thiên tư chắc tuyệt,
có Bắc Minh băng phách thể trong thập tuyệt thể, lại càng có chân truyền bạch tướng. Nhưng nội tình của nàng không thể so sánh với con niên thú khỉ động một tí tuổi thọ ngàn vạn năm này. Con niên thú khỉ đánh cho cổ trận càng lúc càng tổn thất lớn hơn. Tốc độ đám người Phương Nguyên bổ sung cổ trùng dần dần theo không kịp. Con niên thú khỉ bị Bạch Ngưng Băng trêu chọc càng lúc càng tức, tần suất nện xuống cũng nhiều hơn. Mặt ngoài tiên trận đã bắt đầu xuất hiện từng vết rạn. Là chiến lực mạnh nhất, Phương Nguyên cũng không có ý định xuất chiến. Để niên thú khỉ công kích tiên trận cũng là một chiến thuật, có thể làm suy yếu khí lực của nó. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 2056, lại thêm chiến lực bát chuyển 2. Đối với niên thú thái cổ, căn cứ hình thái khác biệt, biểu hiện của từng con niên thú cũng khác biệt. Nếu bàn về khí lực, niên thú khỉ chỉ ở dạng tầm trung. Trong tình huống giống nhau về nội tình, nhưng niên thú hổ, niên thú châu, niên thú rồng có sức mạnh lớn hơn niên thú khỉ rất nhiều. Nhưng bây giờ, cho dù là niên thú khỉ, cổ trận tiên đạo cũng có xu hướng chống đỡ không nổi. Diệu Âm, ngươi đi trợ giúp Bạch Ngưng Băng đi. Bạch Ngưng Băng hạ lệnh. Diệu Âm tiên tử gật đầu, sau một khắc liền bay ra khỏi cổ trận tiên đạo. Quan chiến một hồi, nàng biết được con niên thú khỉ này rất hung mãnh, không dám học theo Bạch Ngưng Băng đánh cận chiến mà đánh viễn chiến. Sát chiêu tiên đạo câu nguyệt, trong con ngươi của nàng hiện ra câu nguyệt hình cong, nhìn chằm chằm vào mắt con niên thú khỉ, nhìn chằm chằm cả nửa ngày, nhưng con niên thú khỉ vẫn không hề phản ứng, giống như Diệu Âm tiên tử hoàn toàn không phát chiêu. Nó vẫn đang nện vào cổ trận tiên đạo như cũ. Trán Diệu Âm tiên tử bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Niên thú khỉ thái cổ sinh sống lâu dài bên trong dòng sông thời gian, trên người tràn ngập đạo ngân trụ đạo. Thuật tử đích mục kích của Diệu Âm tiên tử đúng là không có đất dụng võ. Được rồi, Diệu Âm tiên tử bị kích thích lòng háo thắng, thôi động một sát chiêu tiên đạo dư âm nhiễu lương. Chiêu này không phải là sát chiêu công phạt mà là phụ trợ. Sau đó, Diệu Âm tiên tử khẽ ngâm, sát chiêu tiên đạo nhu cốt âm. Giai điệu bay đến hai tay niên thú khỉ. Sau đó dưới sự phụ trợ của dư âm nhiễu lương, dây dưa thật lâu trên hai tay niên thú khỉ, mãi vẫn không tiêu tan. Bị âm thanh này tác động, cẳng tay niên thú khỉ bắt đầu mềm ra. Niên thú khỉ đang oanh kích hơi dừng lại, nhìn hai tay của mình, vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó, nó lại tiếp tục nện xuống, nắm đấm giống như lưu tinh trụy địa. Mỗi một kích đều khiến tiên trận run rẩy. Diệu Âm tiên tử nhướng mắt. Nàng vất vả lắm mới thúc ra được hai sát chiêu, nhưng xem ra chỉ có thể khiến niên thú khỉ hơi khó chịu một chút mà thôi. Chênh lệch bát truyền thất truyền thật sự quá lớn. Công kích của chúng ta chẳng khác nào kiến càng lay cây. Mấy ngàn năm qua, thất truyền có thể lay truyền bát truyền. Trong thiên hạ lớn như vậy cũng chỉ có Phượng Cửu Ca và Phương Nguyên mà thôi. Quần tiên ảnh tông cảm thán trong lòng. Sát chiêu tiên đạo xích hồng tuyến. Sát chiêu tiên đạo chim nhỏ phẫn nộ. Sát chiêu tiên đạo hỏa diễm phượng điều. Hắc lâu lan cũng bay ra, thôi động sát chiêu viêm đạo vốn đã rất quen thuộc, oanh tạc lên người niên thú khỉ. Thanh thế rất lớn nhưng gây tổn thương cho niên thú khỉ lại rất nhỏ. Phương Nguyên, Ảnh Vô Tà và Bạch Thỏ cô nương vẫn thủ vững bên trong cổ trận tiên đạo. Cho dù sát chiêu tiên đạo thất truyền có tinh vi cũng khó mà có tác dụng đối với bát truyền. Điều này Phương Nguyên đã thấm sâu vào người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó hắn và Phượng Cửu Ca giao thủ với Vũ Dung, dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu tạo thành tổn thương thường cao hơn. Phương Nguyên dựa vào đủ loại thủ đoạn mới có thể chiến cổ tiên bát truyền, nhưng muốn giết chết bát truyền, điều này vô cùng khó khăn. Chỉ riêng sát chiêu công phạt của Phương Nguyên hiện tại đều lấy tiên cổ thất truyền làm hạch tâm, điển hình của công yếu thủ mạnh. Hắn không được, cổ tiên ảnh tông khác cũng như vậy. Chỉ có dẫn hồn nhập mộng của Ảnh Vô Tà, bởi vì độc nhất thiên hạ, mới có lực uy hiếp cực mạnh đối với cổ tiên bát truyền. Nhưng Phương Nguyên sẽ không vận dụng lúc này. Thứ nhất, giao thủ với niên thú thái cổ xem như luyện binh, để mọi người có cảm giác quen thuộc khi giao thủ với bát truyền. Thứ hai,
phải chính diện đánh bại Niên Thú khỉ mới có lợi cho việc Phương Nguyên thi triển sát chiêu Bách Bát Thập Nô. Sau khi thu phục, con Niên Thú khỉ này sẽ càng nghe lời hơn. Đến lúc rồi. Chiến thêm một lát, cổ trận tiên đạo gần như sụp đổ. Phương Nguyên bay ra. Sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Sát chiêu tiên đạo kiếm giao biến thượng cổ. Sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Sau mấy hơi thở, Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ. Vảy bạc sáng chói, vô cùng có khí thế. Nhưng so với con Niên Thú thái cổ, hắn giống như một con rắn bên cạnh một người trưởng thành. Không sao. Sau đó, Phương Nguyên toàn lực thôi động con tiên cổ luật đạo. Lớn, 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 lớn. Cơ thể kiếm giao thượng cổ điên cuồng phồng lớn, rất nhanh biến thành hình thể không thua gì Niên Thú thái cổ. Niên Thú khi thái cổ cảnh giác nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên xông thẳng lên, chém giết với Niên Thú khi thái cổ. Tuy Phương Nguyên có thủ đoạn lực đạo nhưng về phương diện khí lực còn kém xa Niên Thú khỉ. Tiên cổ luật đạo đại chỉ có thể giúp cho hình thể của hắn biến lớn mà thôi. Phương Nguyên thường xuyên bị Niên Thú khỉ thái cổ đánh bay ra ngoài. Nhưng thương thế của con Niên Thú khỉ đã nặng hơn. Bởi vì nó oanh tạc kiếm giao thượng cổ, bị ấn hộ thân nghịch lưu nghịch phản thế công, toàn bộ đánh trở lại người của nó. Trận đại chiến này kéo dài mấy canh giờ. Phương Nguyên chủ công, những người còn lại phụ trợ. Cho dù sát chiêu thất truyền không có tác dụng cho lắm nhưng góp gió thành bão, không thể khinh thường. Thương thế của Niên Thú khi thái cổ trở nên nặng nề, thở hồng hộc muốn chạy trốn. Nó xé mở hư không muốn chạy trốn vào trong dòng sông thời gian, nhưng đã bị kiếm giao thượng cổ kéo chặt toàn thân. Niên Thú khi thái cổ bị ngăn lại, chạy trốn không được. Cuối cùng, Phương Nguyên thôi động Bách Bát Thập Nô liên tục 3 lần, khiến cho nó phải cúi thấp đầu thần phục dưới chân Phương Nguyên. Niên Thú khỉ thái cổ đã bị thu phục. Sau khi mất đi Thượng Cực Thiên Ưng, Phương Nguyên rốt cuộc đã có thêm chiến lực bát chuyển. Tiên khiếu chí tôn, tiểu lục thiên. Một mộng cảnh mông lung đủ màu lặng lặng lơ lường, lưu chuyển chậm rãi theo thời gian. Một cỗ ngã ý xuất hiện, diện mạo rất giống Phương Nguyên. Sinh động như thật. Bên trong ngã ý có một đống tiên nguyên hồng tảo và một số cổ trùng. Đây là lần thử cuối cùng. Ngã ý Phương Nguyên thấp giọng lẩm bẩm. Ngay sau đó bắt đầu ra tay. Tiên nguyên hồng tảo nhanh chóng tiêu hao. Cùng lúc đó, tiên cổ tự ái, tiên cổ yêu thương đều được thôi động. Phụ trợ là một số phàm cổ. Rất nhanh, rất nhiều ngã ý bay ra ngoài. Ngã ý Phương Nguyên chỉ lớn bằng người bình thường đã bành trướng thành một người khổng lồ. Ngừng thôi động cổ trùng, ngã ý Phương Nguyên thoáng nghỉ ngơi một chút. Người khổng lồ ngã ý rất nhanh rút nhỏ xuống một thành, trở nên càng thêm ngưng thực, thần thái linh động. Ngay sau đó, ngã ý Phương Nguyên lại một lần nữa thôi động một sát chiêu tiên đạo khác. Chiêu này tạm thời không có tên, được Phương Nguyên sáng tạo ra trong mấy ngày gần đây. Đặc biệt nhằm vào mộng cảnh, tiên chiêu bắn ra ánh sáng óng ánh như lợi kiếm đâm vào mộng cảnh khổng lồ trước mắt. Sau thời gian một chén trà, Phương Nguyên ngừng thôi động sát chiêu, toàn bộ người khổng lồ ngã ý rút lại vô số chỉ còn bằng một đứa bé. Một đống tiên nguyên hồng tảo bị tiêu hao đến tình huống khô cạn, cuối cùng vẫn thất bại. Ngã ý thở dài thật sâu. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2057, nhập xong. Đại chiến mộng cảnh khiến Phương Nguyên thu hoạch rất nhiều thuần mộng cầu chân thể. Nhưng từ Nam Cương đến Tây Mạc, hắn đã hy sinh rất nhiều thuần mộng cầu chân thể để ngăn cản truy binh. Về sau, thuần mộng cầu chân thể còn thừa lại không bao nhiêu. Bởi vì là tàn thứ phẩm. Đến thời hạn, tất cả đều vỡ vụn thành mộng cảnh như cũ. Mộng cảnh này, Phương Nguyên vẫn để lại bên trong tiểu lục thiên. Phúc địa chí tôn của Phương Nguyên có cách cục năm vực cửu thiên. Không gian vô cùng bao la, có thể dọa sợ cổ tiên thế gian. Nhưng phần lớn địa vực đều được Phương Nguyên kinh doanh đến sinh cơ bừng bừng, tài nguyên trùng điệp. Chỉ có 2 chỗ là vẫn còn trống không, một là tiểu xích thiên, 2 là tiểu lục thiên. Cách đây không lâu,
Tiểu Lục Thiên đã được chọn làm thành chiến trường giao chiến giữa hắn và Niên Thú Khỉ Thái Cổ. Hiện tại, bên trong Tiểu Lục Thiên đang thả mộng cảnh. Mộng cảnh này bị thiên ý ăn mòn. Nói cách khác, mộng cảnh này không đơn giản. Nguy cơ tứ phí, tràn ngập thiên ý. Thiên ý tồn tại bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên có thể liên lạc với thiên ý trước đó. Cho dù Tiên Khiếu Chí Tôn ngăn cách trong ngoài, cho dù Phương Nguyên có được tiên cổ ám độ cũng sẽ bị thiên ý phát giác. Đây là chân tướng mà Phương Nguyên tìm hiểu được lúc trước. Nhưng cách đây không lâu, Phương Nguyên bị trúng sát chiêu điều tra của Tử Vi Tiên Tử. Tiên cổ ám độ cũng mất, vốn đã bại lộ. Cho dù có cất thiên ý bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn cũng chẳng có gì ghê gớm. Phương Nguyên vẫn luôn động não đối với việc làm thế nào để ép lợi ích từ việc sử dụng thiên ý. Thăm dò mộng cảnh, hấp thu chân ý bên trong, gia tăng cảnh giới của mình. Điều này đối với Phương Nguyên mà nói là chuyện rất có lợi. Nhất là những mộng cảnh này đều được hắn lựa chọn tỉ mỉ, đặc biệt thích hợp với hắn. Nhưng sau khi bị truy sát, mộng cảnh bị thiên ý ăn mòn. Đủ loại tình huống khiến Phương Nguyên không có điều kiện và hoàn cảnh ung dung thăm dò. Nếu ta loại trừ hết thiên ý ra khỏi mộng cảnh thì như thế nào? Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu Phương Nguyên, từ đó không thể dừng lại. Theo lý mà nói, điều này có thể làm được. Bởi vì chân ý chất chứa trong mộng cảnh, khiến cho sau khi người bình thường thăm dò mộng cảnh thành công có thể hấp thu chân ý, trực tiếp tấn thăng cảnh giới lưu phái của mình. Bởi vì thiên ý ăn mòn mộng cảnh, mà thiên ý có thể ăn mòn, tất có thể trừ bỏ. Tiến thêm một bước, thiên ý có thể ăn mòn mộng cảnh, chẳng lẽ ngã ý của ta không thể sao? 500 năm trước của Phương Nguyên, hắn đã từng nghe nói có một đại năng trí đạo ở vực nào đó đã nghiên cứu ra phương pháp trí đạo có thể lợi dụng ý chí hoặc tình cảm xâm lấn mộng cảnh, từ đó tiến hành thăm dò. Đủ loại ví dụ chứng minh suy nghĩ này của Phương Nguyên rất khả thi. Nhưng Phương Nguyên lại không có tiến triển tốt về phương diện này. Hắn sử dụng rất nhiều phương thức, thậm chí thiết kế giả sát chiêu tiên đạo, kết quả cũng vẫn không lý tưởng. Không chỉ không sờ được một góc của mộng cảnh, mà ngã ý thử ăn, mòn mộng cảnh cũng thất bại, gãy kích trầm xa. Xem ra, ta đối với mộng cảnh chỉ nhờ chiếm cứ ưu thế trùng sinh mà thôi. So sánh, luận kiếp trước kiếp này, ta vẫn chưa truy đến cùng mộng đạo. Có lẽ trong tương lai, khi cảnh giới trí đạo của ta tăng mạnh, phương diện này của ta mới có tiến triển. Phương Nguyên bình tĩnh lại, sau khi nhận ra điểm này của mình không đủ, cũng không do dự nữa. Hắn nhắm ngay mộng cảnh, bắt đầu thôi động sát chiêu tiên đạo khác. Rất nhanh, số mộng cảnh này lập tức biến thành thuần mộng cầu chân thể. Phương Nguyên kế thừa Di Tàng Tử Sơn chân quân, tất nhiên cũng nắm giữ được pháp môn chuyển hóa mộng cảnh thành thuần mộng cầu chân thể. Đương nhiên, những thuần mộng cầu chân thể này đều là tàn phẩm. Thậm chí bởi vì thiếu một số tiên cổ, dẫn đến những thuần mộng cầu chân thể không thể so sánh được với số thuần mộng cầu chân thể mà Tử Sơn chân quân đã sáng tạo ra trong cuộc đại chiến mộng cảnh. Nhưng dù vậy, Phương Nguyên đã cảm thấy rất hài lòng. Bởi vì hắn muốn na di số mộng cảnh này ra khỏi Tiên Khiếu Chí Tôn của hắn. Sau một lát, mộng cảnh bên trong Tiên Khiếu Chí Tôn của Phương Nguyên đã biến thành thuần mộng cầu chân thể, bị hắn lấy ra ngoài. Sau đó, dưới sự sắp xếp của hắn, số thuần mộng cầu chân thể được đặt ở vị trí đã được cân nhắc từ trước. Tiếp theo, Phương Nguyên khiến cho số thuần mộng cầu chân thể này tự bạo, một lần nữa hóa thành mộng cảnh. Số mộng cảnh này cấu thành một phòng tuyến nghiêm mật, có công dụng ngăn chặn kẻ địch. Cho dù cổ tiên bát chuyển tiên đình đến, đối mặt với phòng tuyến do mộng cảnh tạo thành cũng không thể làm gì. Sau khi bố trí thỏa đáng xong, Phương Nguyên bắt đầu bố trí cổ trận tiên đạo. Lúc này, hắn đang ở dưới lòng đất một sa mạc vô danh. Nơi này có một hang động thiên nhiên rất lớn. Cát ở đây kết tụ thành cát vàng, tạo thành vô số đá cát vàng, sáng lấp lánh, nhưng thu hút sự chú ý của Phương Nguyên nhất chính là nhánh sông thời gian chính giữa hang động. Quy mô của nhánh sông này không bằng cái trước, nhưng hơn ở chỗ ổn định. Phương Nguyên bố trí cổ trận tiên đạo ở gần, có thể giúp hắn thông qua nhánh sông thời gian này tiến vào dòng sông thời gian. Không sai,
nhánh sông thời gian ở đây do Ảnh Tông âm thầm quản lý ở Tây Mạc, Phương Nguyên chậm rãi bố trí cổ trận tiên đạo. Cảnh giới trận đạo của hắn là cấp tông sư. Trong khoảng thời gian bị tiên đình truy sát, Phương Nguyên tiếp xúc nhiều nhất cũng là trận đạo. Mặc kệ là quang âm phóng trục trận, giữ mình trong sạch hay là thái cổ niên thú điếu lai trận đều là cổ trận tiên đạo. Những kinh nghiệm này đã làm phong phú năng lực bày trận của hắn. Bởi vậy, bây giờ hắn bố trí cổ trận tiên cấp chí đạo rất ung dung, vô cùng tự tin. Không ngoài sở liệu, sau thời gian một chén trà, cổ trận tiên đạo đã được Phương Nguyên xây dựng thành công. Đám người Bạch Ngưng Băng đang phân tán tuần tra xung quanh được Phương Nguyên gọi về. Sau khi thu hết tất cả vào tiên khiếu chí tôn, Phương Nguyên ra lệnh cho Ảnh Vô Tà, ngươi có thể ra tay rồi. Sát chiêu tiên đạo đốt hồn bảo vận, Ảnh Vô Tà một lần nữa thôi động sát chiêu tiên đạo này. Vì nguyên nhân liên vận, đám người Phương Nguyên trong khoảng thời gian đến sẽ tăng vọt vận khí. Phương Nguyên cũng muốn dùng lại lần nữa, nhưng đốt hồn bảo vận tiêu hao hồn phách nội tình quá lớn. Phương Nguyên đã dùng qua một lần, bây giờ không thể dùng lại được nữa. Ảnh Vô Tà là phân hồn u hồn ma tôn mới có được nội tình hùng hậu, có thể thôi động sát chiêu đốt hồn bảo vận nhiều lần. Nhưng Phương Nguyên thì không thể, nội tình hồn phách của hắn đã bị giảm xuống quá nhiều. Bởi vì sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, nội tình hồn phách của Ảnh Vô Tà phải mạnh mới được. Nếu nội tình hồn phách không mạnh, sẽ dẫn đến sát chiêu phản phệ. Đến lúc đó làm không tốt. Khi Ảnh Vô Tà muốn thi triển dẫn hồn, nhập mộng với bát truyền, kết quả sẽ phản phệ, ngược. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2058 Giã cổ tìm tới một. Cường đại thì phải có cái giá của nó. Đồ vật trên thế gian này từ trước đến nay phải nỗ lực mới có thể đạt được. Dưới sự ảnh hưởng của cổ trận tiên đạo, nhánh sông thời gian vốn đang chảy xuôi bỗng nhiên nhấc lên con sóng lớn, đồng thời càng thêm mạnh mẽ. Bên trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên đã sớm chữ hàng vạn ngã với quy mô khổng lồ. Cộng thêm trước đó đốt hồn bảo vận và một con niên thú khỉ thái cổ. Có thể nói Phương Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn đương nhiên biết lần này tiến vào dòng sông thời gian là một sự mạo hiểm. Nhưng hắn nhất định phải đi. Sát chiêu tiên đạo ấn hộ thân nghịch lưu. Sát chiêu tiên đạo, thượng cổ niên thú biến. Sau một khắc, hắn biến thành hoang thú thượng cổ, tiên trận bộc phát ánh sáng mãnh liệt, xông vào nhánh sông thời gian, xé rách một cái khe cực lớn. Phương Nguyên bước thẳng vào cái khe, ào ào ào, thủy triều nhấc lên ngàn vạn con sóng. Cái khe sau lưng chỉ kéo dài mấy hơi thở, lập tức biến mất không thấy đâu. Ánh mắt Phương Nguyên bị cảnh tượng trước mặt hấp dẫn. Dòng sông thời gian. Trong truyền thuyết, trên thế giới này có một dòng sông, có tên là dòng sông thời gian. Nó chảy từ quá khứ, chảy qua hiện tại, chảy đến tương lai. Vạn vật trên thế gian giống như cá trong dòng sông. Dòng sông chảy xiết, tất cả chỉ có thể thuận thế mà đi xuống. Nếu không có dòng sông thời gian, thế giới sẽ hoàn toàn đứng im, trở thành tượng. Có con sông này, tất cả mới có thể thay đổi, thế giới mới có thể sinh động, hoặc suy giảm hoặc phồn hoa. Lại một lần nữa trở lại dòng sông thời gian, Phương Nguyên cảm khái vô cùng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mặt sông bao la vô cùng. Tuy được gọi là dòng sông thời gian, nhưng nó lại rộng lớn như mặt biển. Một con sông lớn cuồn cuộn chảy xuôi, lao nhanh không thôi. Bản thân nước sông có màu tái nhợt, nhưng hàng trăm nghìn bọt nước không ngừng va chạm, bắn ra sắc thái rực rỡ, tản ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi gương mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên hơi thất thần, nhưng rồi chợt tỉnh táo lại. Hắn mở cánh cửa tiên khiếu thả niên thú khỉ thái cổ ra. Khẹt khẹt, con quá vật khổng lồ một lần nữa quay về nhà, không khỏi hưng phấn. Bịch, nó nhảy vào dòng sông, lập tức nhấc lên bọt nước đầy trời. Phương Nguyên cũng biến thành một con niên thú khỉ thượng cổ, hình thể nhỏ hơn con niên thú khỉ thái cổ, lơ lửng giữa không trung. Hắn không phải niên thú chính tông. Đạo ngân biến hóa đạo trên người đã biến thành đạo ngân trụ đạo để thích ứng hoàn cảnh nơi này.
nhưng có thể không dính vào nước sông thời gian thì tốt hơn. Lên đường đi, Phương Nguyên ra lệnh, con niên thú khỉ thái cổ liền bơi đi. Lúc trước đánh nó thật đau, bây giờ mới thấy được chỗ tốt. So sánh với thượng cực thiên ưng, nó đúng là nghe lời hơn nhiều. Mặc dù dựa vào sát chiêu bách bát thập nộ để mưu lợi, nhưng bởi vì nội tình hồn phách Phương Nguyên giảm mạnh, khống chế con niên thú khỉ thái cổ này vẫn còn rất miễn cưỡng. Bây giờ đang trong lúc bình thường, nô dịch đã khó khăn, hồn phách có cảm giác nặng nề. Nếu kịch chiến, muốn ra lệnh cho con niên thú khỉ thái cổ này, chỉ sợ hữu tâm vô lực. Phương Nguyên âm thầm cảnh giác trong lòng. Đây là một sơ hở, nhưng cũng không còn cách nào. Phương Nguyên đã làm đến cực hạn của mình, một đường yên lặng tiến lên. Ào ào ào, âm thanh thủy triều không dứt bên tai. Lần đầu tiên Phương Nguyên sử dụng nhục thân để tiến vào nơi này. Mấy lần trước đều nhờ Xuân Thu Thiền Na Di ý chí của hắn về quá khứ. Bởi vì thiên ý ảnh hưởng, hắn chỉ nhìn thoáng qua dòng sông thời gian, khó mà nhìn được toàn cảnh. Bây giờ nhìn được rõ ràng, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Dòng sông thời gian là bí cảnh thiên địa, được ghi chép bên trong nhân tổ truyện, người người đều biết. Nhưng có thể dùng nhục thân tiến vào bên trong, nếu không phải cổ tiên cường giả tích lũy đạo ngân trụ đạo hùng hậu thì không thể nào. Phương Nguyên có thể tiến vào, năng lực bản thân không đủ, phải nhờ biến hóa đạo, còn có di tàng, truyền thừa của Từ Sơn chân quân mới được. Bên trong dòng sông thời gian cũng không tĩnh mịch. Đầu tiên, Phương Nguyên nhìn thấy hai con cổ niên hoang dã đang đuổi bắt nhau, có khi lại chui vào trong nước sông. Sau đó, hắn lại nhìn thấy từng đàn cổ trùng hoang dã trụ đạo bay dập trời, giống như đàn châu chấu. Sao? 5-6 con cổ niên hoang dã chủ động bay đến trước mặt Phương Nguyên, sau đó lặng lặng ngụ trên người Phương Nguyên không động đậy nữa. Thì ra là thế. Phương Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó tỉnh ngộ. Hiện tại hắn biến thành thú niên khỉ thượng cổ, bởi vì có cổ thái độ bát truyền, gặp mặt từng quen biết. Cổ trùng hoang dã tất nhiên không phân biệt được thật giả, cứ nghĩ hắn là thú niên khỉ thượng cổ hoang dã. Những con phàm cổ trụ đạo này đều bị đạo ngân trụ đạo trên người Phương Nguyên hấp dẫn, cho rằng đây là nơi thích hợp sinh tồn, cho nên chủ động tiến đến chỗ Phương Nguyên. Đúng là như vậy, thiên nhiên rộng lớn, bản thân cổ trùng rất yếu ớt. Mặc dù cổ trùng hoang dã có thể hấp thu nguyên khí giữa thiên địa phát ra uy năng nhưng tình cảnh vẫn nguy hiểm như cũ. Cho nên, ký sinh trên những sinh mệnh cường đại đã trở thành con đường sinh tồn của cổ trùng hoang dã. Phương Nguyên đi về phía trước khoảng nửa chén trà, trên người đã có đến mấy trăm con phàm cổ hoang dã. Đa số đều là cổ nhật, cổ nguyệt, không có một con cổ niên nào cả. Về phần con niên thú khỉ thái cổ, thu hoạch lại càng nhiều hơn. Phàm cổ hoang dã trên người con niên thú khỉ thái cổ đã bị đám người Phương Nguyên giết chết, còn sót lại rất ít. Hiện tại, nó đã được bổ sung đầy đủ. Niên thú khỉ thái cổ tất nhiên còn nổi tiếng hơn Phương Nguyên, được phàm cổ trụ đạo hoang dã ưu ái. Nó bơi đi, bên người luôn quanh quẩn một đám cổ trùng hoang dã trụ đạo, giống như một làn sương mù thật mỏng vây quanh. Nhưng tình huống này chỉ kéo dài được một lát thì chậm lại. Giống như dã thú chiếm cứ lãnh địa, sau khi trên người Phương Nguyên và niên thú khỉ thái cổ đã ký sinh rất nhiều phàm cổ hoang dã, những con dã cổ khác có thể cảm thấy không gian sinh tồn đã nhỏ hẹp, vì thế không còn đến dừng chân nữa. Phương Nguyên suy nghĩ, cũng không ra tay với số lượng phàm cổ trên người mình. Với năng lực của hắn bây giờ, muốn luyện hóa phàm cổ trụ đạo trên người tất nhiên là có khả năng rồi. Nhưng điều này lại làm trái dự tính ban đầu của Phương Nguyên. Còn nữa, những con phàm cổ trụ đạo hoang dã cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ phi là tiên cổ, nếu không, đối với Phương Nguyên mà nói, đa số phàm cổ đều không có lực hấp dẫn quá lớn. Giống, dọc đường, một con niên thú hổ thượng cổ từ trong nước nhảy ra, sau đó không quay đầu lại trực tiếp chạy đi. Tình huống như vậy, Phương Nguyên đã nhìn thấy nhiều lần. Có niên thú khỉ thái cổ hộ tống, vô cùng thuận tiện, giống như một tấm giấy thông hành. Trên thực tế, ngoại trừ niên thú còn có nguyệt thú, nhật thú. Không khác gì so với niên thú,
những con nguyệt thú, nhật thú đều lấy nguyệt cổ, nhật cổ làm thức ăn. Các bạn đang nghe chuyện Cổ Chân Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2059, Dã Cổ tìm tới hai. Tổng cộng một canh giờ trôi qua, bên trên dòng sông thời gian vẫn là nước sông cuồn cuộn như cũ, màn đêm xung quanh thật sâu, cảnh sắc không có gì thay đổi khiến cho con người có ảo giác chưa hề tiến lên. Hơn phân nửa cơ thể niên thú khỉ thái cổ chìm vào trong nước sông. Khi bơi, nó giống như một ngọn núi nhỏ trôi lơ lửng. Còn Phương Nguyên thì biến thành niên thú thượng cổ, lơ lửng trên không mặt sông, lặng lặng trôi, đi. Phương Nguyên nắm chắc tâm lý. Bởi vì hắn có di tàng của Tử Sơn Chân Quân, cảm giác trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ cần lần theo cảm ứng này mà tiến lên, nhất định có thể tìm được chân truyền Hồng Liên mà U Hồn Ma Tôn nắm trong tay. Cản trở hắn, ngoại trừ nguy hiểm của dòng sông thời gian ra thì chính là tiên đình mai phục và truy sát. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng ầm, bên trong dòng sông thời gian đột nhiên bắn lên một dòng nước xiết. Vị trí dòng nước xiết bộc phát cách đằng trước bên trái Phương Nguyên không xa. Khẹt khẹt, con niên thú khỉ thái cổ thở ra. Sắc mặt vốn đang khoan khoái hiện lên sự ngưng trọng. Đây là suối đột, con ngươi của Phương Nguyên cũng co rụt lại. Dòng sông thời gian không phải lúc nào cũng an toàn, có những khúc sông vô cùng nguy hiểm. Suối đột chính là một trong số đó. Tiến lên trong con sông phải thường xuyên đề phòng nước sông đột nhiên bộc phát hình thành suối đột. Một khi bị suối đột tập trung, rất nhiều đạo ngân trụ đạo dính vào, không chết cũng bị thương. Thậm chí tuổi thọ còn bị giảm. Phương Nguyên cẩn thận di chuyển đến đỉnh đầu con niên thú khỉ thái cổ. Hắn không có thủ đoạn đối kháng với suối đột, chỉ có thể lợi dụng con niên thú khỉ thái cổ da dày thịt béo này mà thôi. Đoạn sông này nhất định phải vượt qua mới đến được vị trí chân truyền Hồng Liên. Trong lúc Phương Nguyên đang tập trung 12 phần tinh thần, khó khăn vượt qua con sông, gần nhánh sông thời gian ở Tây Mạc, ba vị cổ tiên đến gần. Một cổ tiên thất truyền phong thái trác tuyệt, hai cổ tiên bát truyền sừng sững như ngọn núi cao, là Phượng Cửu Ca và hai vị bát truyền tiên đình. Kế hoạch của Tử Vi tiên tử là thông qua Phương Nguyên tìm hiểu nguồn gốc, mang chân truyền Hồng Liên ra ngoài. Hiện tại, Phương Nguyên đã tiến vào dòng sông thời gian, chuẩn bị lấy chân truyền Hồng Liên. Bọn họ tất nhiên phải điều động trọng binh đến tranh đoạt. Không nghĩ đến thiên ngoại chi ma này lại quá lợi, hại. Có thể đánh ngang với Hiền Đệ. Có hai người chúng ta tương trợ, cho dù tài năng của hắn có cao hơn nữa cũng không thể tiếp tục nhảy nhót. Thời gian hai vị cổ tiên bắt chuyển tiên đình tụ họp với Phượng Cửu Ca không bao lâu, nhưng Phượng Cửu Ca cũng không che giấu, trực tiếp thuật lại chiến lực tăng vọt của Phương Nguyên cho hai vị cổ tiên này biết. Chúng ta liên thủ sẽ bắt được Phương Nguyên. Phượng Cửu Ca khẽ gật đầu. Chiến lực Phương Nguyên ngang ngửa với ông. Đối mặt với một vị cổ tiên bát truyền đã miễn cưỡng rồi, đồng thời đối mặt với hai người lại càng thêm khó khăn. Nhất là bây giờ, sát chiêu cổ điểm loạn tâm âm của Phượng Cửu Ca đã được Tử Vi tiên tử một lần nữa cải tiến, trở thành thủ đoạn vương bài đối phó Phương Nguyên. Ồ, đây là mộng cảnh. Một lát sau, ba người Phượng Cửu Ca không thể không ngừng lại, bất đắc dĩ nhìn phòng tuyến tạo thành từ mộng cảnh. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Mộng cảnh không ngừng lưu truyền, sau đó phòng tuyến sẽ xuất hiện lỗ thủng để chúng ta tiến vào. Ngoại trừ chúng ta, bên trong dòng sông thời gian còn có Hoàng Sử Thượng Nhân. Ông ta là người am hiểu tranh đấu nhất trong dòng sông thời gian gần vạn năm qua. Phương Nguyên không phải là đối thủ của ông ta đâu. Ba vị cổ tiên thương lượng một phen, quyết định lưu thủ chờ chiến cơ xuất hiện. Bên trong dòng sông thời gian, khẹt khẹt. Con niên thú khỉ thái cổ đau đến nhe răng trợn mắt, trên người đã bị thương. Phương Nguyên quay đầu lại, nhìn mặt sông phía sau, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may mà ta có niên thú khỉ thái cổ hộ tống. Bằng không, làm sao ta có thể dễ dàng vượt qua nơi hiểm yếu này? Uy năng suối đột mênh mông, lợi hại ngang bằng sắt chiêu thất truyền, nhưng đa số đều là đẳng cấp bát truyền. Phương Nguyên thậm chí còn gặp được một suối đột có thể so sánh với cửu truyền. Suối đột đột nhiên bạo phát,
đơn giản là một thác nước ngược dòng trùng thiên. Cũng may vị trí nó bộc phát cách phương nguyên khá xa, hữu kinh vô hiểm, thương thế niên thú khỉ thái cổ không nhẹ. Đáng tiếc thủ đoạn của ta có hạn, hoàn toàn không thể trị liệu cho nó. Phương Nguyên kiểm tra một chút, thở dài trong lòng. Thủ đoạn trị liệu khác phải chịu áp chế ở đây. Pháp môn trị liệu trụ đạo, Phương Nguyên chỉ có một tiên cổ nhân như cố. Đáng tiếc con tiên cổ này chỉ có tác dụng với nhân tộc. Phương Nguyên chỉ có thể để cho con niên thú khỉ thái cổ tự động khôi phục. Có cần dừng lại để nghỉ ngơi một chút không? Để niên thú khỉ thái cổ khôi phục hoàn toàn, Phương Nguyên không khỏi do dự. Muốn đến được chỗ chân truyền Hồng Liên, suối đột chỉ là cửa ải thứ nhất mà thôi. Tiếp theo, Phương Nguyên còn phải đối mặt với nhện âm chức, cá mập nhất chỉ lưu, còn có một đoạn sông đao kiếm tương đối đặc biệt. Ba cửa ải này còn muốn nguy hiểm hơn suối đột. Suối đột. Hoàng sử thượng nhân nhìn mặt sông đằng trước, chân mày cau lại. Theo Tử Vi đại nhân chỉ điểm, đám người Phương Nguyên đang ở đằng trước. Chợt, ánh mắt Hoàng sử thượng nhân bùng lên tinh mang. Sau đó kiên định bay vào bên trong suối đột. Oành! Một suối đột to lớn bỗng nhiên từ mặt sông bình tĩnh bắn ra ngoài. So sánh với suối đột này, Hoàng sử thượng nhân đang phi hành trên không trung giống như một con ruồi bên cạnh chân bàn. Suối đột còn chưa tiếp cận, Hoàng sử thượng nhân đã cảm thấy tốc độ suối đột càng lúc càng nhanh. Đây chắc chắn không phải là sự thật. Trên thực tế khi suối đột đột ngột bộc phát, cho đến khi đạt tới đỉnh, tốc độ sẽ càng ngày càng chậm. Hoàng sử thượng nhân có cảm giác như vậy là bởi vì tốc độ của bản thân ông đang trở nên chậm lại. Đây là dòng sông thời gian, suối phun đột ngột sẽ khiến cho tồn tại xung quanh và thời gian bị chậm lại. Như vậy sẽ khiến đối tượng gặp nguy hiểm, khó chạy thoát hơn. Hừ, Hoàng sử thượng nhân gặp nguy không loạn. Trong thời khắc mấu chốt, một tia sáng lóe lên trên cái đầu chọc lóc. Sau một khắc, toàn thân ông ta khôi phục như bình thường. Ông ta đột nhiên lui về phía sau, khiến cho suối đột tập kích thất bại. Ầm ầm, lại một tiếng vang thật lớn. Suối đột không đánh trúng người Hoàng sử thượng nhân, rơi xuống mặt sông, nhấc lên con sóng lớn. Trên trán Hoàng sử thượng nhân đổ mồ hôi lạnh. Uy năng suối đột này ngang bằng sát chiêu bát truyền. Cho dù là ta cũng phải rất cẩn thận. Một khi bị đánh trúng, tất sẽ bị thương. Còn nếu gặp phải suốt đột cấp bậc cửu truyền, trọng thương là khẳng định, cũng có thể tử vong. Trong lòng Hoàng sử thượng nhân cảm thấy áp lực vô cùng. Mặc dù ông là cổ tiên bát truyền, khai chiến bên trong dòng sông thời gian đối với ông mà nói, có thể dùng làm địa lợi. Nhưng ông biết rất rõ, Phương Nguyên đang nắm giữ thủ đoạn vận đạo, thậm chí có khả năng còn có chân truyền chúng sinh vận hoàn chỉnh. Ở những chỗ có suối đột như vậy, thật ra ngoại trừ thực lực còn phải dựa vào may mắn. Các bạn đang nghe chuyện cổ chân nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 2060 Hoàng sử thượng nhân truy kích 1. Hiện tại ta truy sát Phương Nguyên, gây bất lợi cho hắn. Dựa theo ảo diệu của vận đạo, tất sẽ để cho đoạn đường truy kích của ta không thuận, gặp long đong khắp nơi. Phương Nguyên lựa chọn con đường này chính là muốn làm khó ta, đúng là giỏi mưu tính. Nhưng Hoàng sử thượng nhân cau mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Cho dù vận khí Phương Nguyên có tốt, cũng không thể tránh được suối đột. Có thể hắn sẽ không gặp suối đột có cấp bậc cửu truyền, nhưng số lượng suốt đột thất truyền lại rất nhiều, bát truyền cũng không ít. Hắn làm thế nào để vượt qua? Chẳng lẽ dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu? Nếu dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu, đối với Hoàng sử thượng nhân mà nói, đây là một tin tức tốt. Bởi vì lộ trình có suốt đột rất dài, Phương Nguyên một đường dựa vào sát chiêu này mà vượt qua, tất sẽ khiến tiên nguyên tiêu hao kịch liệt. Tiếp theo, khi Hoàng sử thượng nhân và Phương Nguyên khai chiến, Hoàng sử thượng nhân sẽ có lợi. Hoàng sử thượng nhân không đoán được Phương Nguyên sẽ nô dịch một con niên thú khỉ thái cổ làm tấm chắn cho mình. Mặc dù Phương Nguyên có thể điều khiển thượng cực thiên ương, nhưng tiên đình lại đem việc này quy cho chân truyền hắc phàm. Phương Nguyên dùng tu vi thất truyền khống chế bát truyền. Điều này đối với cổ tiên nô đạo mà nói là một thành tựu rất kinh người.
nhưng chân tướng lại là sát chiêu tiên đạo Bách Bát Thập Nô và khuyết điểm của Tự Thủy Lưu Niên, nhất là Tự Thủy Lưu Niên. Hắc Phàm sẽ không bộc lộ bí mật này, tiên đình sẽ không biết được nó. Vì thế bọn họ cũng khó mà suy tính được Phương Nguyên lại có phương pháp câu dẫn niên thú thái cổ. Đủ loại yếu tố quyết định tiên đình không biết Phương Nguyên đang nắm giữ niên thú thái cổ. Sau nửa chén trà nhỏ, Hoàng Sử Thượng Nhân đã hoàn toàn bay ra khỏi suối đột. Chỉ dẫn của Tử Vi Tiên Tử lại truyền đến. Hoàng Sử Thượng Nhân chuyển hướng, tốc độ tăng vọt, một lần nữa đuổi theo đám người Phương Nguyên. Một lát sau, thân hình của ông ta bỗng nhiên ngưng lại, kinh nghi bất định nhìn phía trước. Nhẹ tâm chức, sắc mặt Hoàng Sử Thượng Nhân khẽ biến, thấp giọng kêu lên một tiếng. Ở trước mặt ông ta, một con nhện cực lớn toàn thân tái nhợt đang nằm im trên mạng nhện, không nhúc nhích. Hình thể con nhện còn muốn lớn hơn so với suối đột, giống như một ngọn núi lớn, tứ chi chập trùng như đồi núi. So sánh với con nhện, Hoàng Sử Thượng Nhân càng có vẻ nhỏ bé, giống như con muỗi trước mặt con voi. Còn lớn hơn con nhện âm chức là tấm mạng nhện bên dưới nó. Tấm lưới khổng lồ này có kết cấu giống như thủy tinh, có sợi mảnh mai như sợi tóc, có sợi dày như cây. Toàn bộ tấm lưới không có mặt phẳng mà giống như một cái lồng giam được kết từ rừng rậm. Hàng ngàn sợi tơ nhện như rễ cây cắm sâu vào dòng sông thời gian. Dù dòng sông có cuốn trôi chúng như thế nào thì những sợi tơ nhện thủy tinh này vẫn bất động. Những sợi tơ nhện khổng lồ bắt nguồn từ nhau, liên kết và tạo thành một tổ lưới tinh thể khổng lồ. Mỗi mắt lưới, dù lớn hay nhỏ, đều tạo ra vô số lộ tuyến phức tạp. Trong lòng Hoàng Sử Thượng Nhân đột nhiên trầm xuống. Ông ta có chút không dám tin. Chẳng lẽ đám người Phương Nguyên đi xuyên qua nơi này đến chân truyền Hồng Liên? Ông ta xác nhận lại một chút, hướng Tử Vi Tiên Tử chỉ cho ông ta đích thật là nơi này. Điều này lại càng khiến ông ta thêm khẳng định, con đường này là do đám người Phương Nguyên thiết kế ra. Phương Nguyên muốn dựa vào nơi hiểm yếu này khiến cho truy binh chúng ta biết khó mà lui. Hoàng Sử Thượng Nhân lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, sau đó bay vào trong tấm lưới thủy tinh to lớn. Nhện âm chức là hoang thú thái cổ, hoành hành một khu vực bên trong dòng sông thời gian. Địa bàn của nó, ngay cả niên thú thái cổ cũng không dám mạnh mẽ xông vào. Nó là một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao. Nhện âm chức ngoại trừ kích thước khổng lồ như núi, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, miệng cực kỳ sắc bén thì chính là tấm lưới thủy tinh này. Mỗi sợi tơ nhện thủy tinh trong chiếc tổ này đều có giá trị phi thường. Các cổ tiên đã đặt cho nó một cái tên rất lãng mạn và nó vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo Ti. Phàm là thất chuyển hoặc trở xuống chạm vào tơ nhện này, sẽ sa vào trạng thái thời gian ngừng lại. Không nhúc nhích, mặc cho nhện âm chức chậm rãi bò đến săn mồi. Bát chuyển như Hoàng Sử Thượng Nhân, mặc dù một cây Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo Ti rất khó có hiệu quả đối với ông, nhưng 180 cái cây cũng đủ đẩy Hoàng Sử Thượng Nhân vào hiểm cảnh. Toàn bộ tấm lưới thủy tinh làm sao chỉ dùng có 180 Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo Ti. Tuyệt đối là hàng trăm triệu. Tốc độ Hoàng Sử Thượng Nhân rất chậm. Ông ta cẩn thận xuyên qua. Từng sợi tơ nhện thủy tinh tạo thành mắt lưới. Ông ta không phải không nghĩ đến vòng qua khu vực nguy hiểm này tiếp tục truy kích Phương Nguyên. Nhưng cứ như vậy, ông ta sẽ phải đi xa thêm một đoạn, tất sẽ khiến cho Phương Nguyên tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Đồng thời, nếu chẳng may chân truyền Hồng Liên nằm ngay bên trong tấm lưới thủy tinh này thì sao? Cho nên, Hoàng Sử Thượng Nhân quyết tâm đặt chân vào hiểm địa, tiếp tục truy kích. Chỉ cần ta cẩn thận không chạm vào bất kỳ một Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo Ti nào, bình yên vượt qua nơi này sẽ không thành vấn đề. Hoàng Sử Thượng Nhân đang suy nghĩ, bỗng nhiên oành một tiếng, bộc phát tiếng vang như thiên băng địa liệt. Tấm lưới thủy tinh cũng theo đó mà chấn động. Nhện âm chức bị kinh động. 180 mắt kép trong nháy mắt tập trung vào người Hoàng Sử Thượng Nhân. Đáng chết, nhất định là cạm bẫy do đám người Phương Nguyên bố trí. Hoàng Sử Thượng Nhân tức giận, cảm giác kinh ngạc ngược lại rất ít. Nếu ông ta là Phương Nguyên, cũng sẽ bố trí cạm bẫy hãm hại người truy sát. Ta có thể chọn đi hướng này, tất phải có nắm chắc, có thể trong tình huống kinh động nhện âm chức mà xuyên qua khu vực nguy hiểm này. Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Sử Thượng Nhân bắt đầu phát động sát chiêu tiên đạo oanh kích vào tơ nhện thủy tinh.
những sợi tơ nhện thủy tinh này cũng không dễ bị phá hư. Mặc dù bản thân nó khá giòn, nhưng bất kỳ sát chiêu nào, chỉ cần đến gần sẽ bị thời gian ngừng lại, khiến cho người ta có ảo giác lơ lửng. Đương nhiên, đối với sát chiêu đẳng cấp bát truyền, Tuế Nguyệt Tĩnh Hào Ti vẫn có năng lực tiếp nhận. Hoàng Sử Thượng Nhân buông tay buông chân, thôi động sát chiêu bát truyền không ngừng oanh phá tơ nhện thủy tinh trước mặt, tốc độ ngược lại tăng vọt. Ông ta là đại năng trụ đạo. Đối với Tuế Nguyệt Tĩnh Hào Ti vẫn có thủ đoạn nhằm vào. Con nhện âm trước kia tốc độ chậm chạp, nhất thời không đuổi kịp Hoàng Sử Thượng Nhân. Hoàng Sử Thượng Nhân không muốn cùng chết với nhện âm trước, ông ta còn trách nhiệm trên vai. Nhưng con đường rút lui của ông tuyệt cũng không thuận buồm xuôi gió, thường xuyên có sát chiêu tiên đạo bạo phát, hoặc sóng âm hoặc băng xương, hoặc ngọn lửa cản trở ông tiến lên. Tốc độ của Hoàng Sử Thượng Nhân vì thế mà bị hạn chế rất lớn. Cuối cùng để nhện âm trước gặp phải, hai bên bộc phát kịch chiến. Các bạn vừa nghe xong tập 206 của bộ truyện Cổ Chân Nhân tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.